Sáng 7 tháng 3, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 của báo Sài Gòn Giải phóng đã đến Bình Dương trao tặng danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất cho cầu thủ Trimario Alando Gordon, hiện đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá BKMX Bình Dương. Trước đó, ngày 25 tháng 2 vừa qua, vì lý do khách quan, Trimario đã không thể có mặt tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 để nhận danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất khi được xướng tên. Trimario là cầu thủ người Jamaica, 28 tuổi, theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, đã từng thi đấu cho các câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam. Lần gần nhất là đầu năm nay 2023, anh gia nhập câu lạc bộ BKMX Bình Dương, khoác áo số 9, giữ vị trí tiền đạo. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên mình nhận được giải thưởng này. Đương nhiên mình cảm thấy tuyệt vời. Đây như là một đặc quyền dành cho tôi vậy. Đối với ai đó khi nhận được giải thưởng này thì phần nào đó cho thấy chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi cũng cảm ơn các đồng đội trước đây đã giúp tôi có được giải thưởng như ngày hôm nay. Nhân dịp này, sáng cùng ngày, câu lạc bộ bóng đá BKMX Bình Dương cũng đã tổ chức khen thưởng đối với cầu thủ Trimario Alando Gordon khi đoạt danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất và cầu thủ Nguyễn Tiến Linh khi đoạt danh hiệu quả bóng bạc tại giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022 do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức vừa qua.